Hôm nay ngày 8 tháng 7 năm 2022, thứ năm tuần thứ 17 mùa thường niên năm Chẵn. Trích sách tiên tri Jeremiah, có lời Chúa phán cùng Jeremiah rằng: Ngươi hãy trỗi dậy đi xuống nhà thợ gốm, và ở đấy ngươi sẽ nghe lời ta. Tôi liền xuống nhà thợ gốm, và đây anh đang nắn đồ trên bàn quay. Cái bình đất do tay anh nắn đã vỡ nát, anh lại nắn cái khác theo như ý anh muốn làm. Và có lời Chúa phán cùng tôi rằng: Chúa phán, hỡi nhà Israel, nào ta chẳng làm được cho các ngươi như người thợ gốm này sao? Hỡi nhà Israel, đây như hòn đất trong tay người thợ gốm thế nào thì các ngươi ở trong tay ta cũng như vậy. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Phúc thay người được Thiên Chúa nhà Gia-cốp phù trợ. Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Thiên Chúa. Tôi sẽ khen ngợi Thiên Chúa trong cả cuộc đời. Bao lâu còn có thân tôi còn ca ngợi Chúa. Phúc thay người được Thiên Chúa nhà Gia-cốp phù trợ. Đừng tin cậy vào những vị quân vương, vào con người phàm không thể ban ơn cứu độ. Lúc y tắc thở, y sẽ trở về bụi đời. Bây giờ những lời bàn của y cùng tiêu tan. Phúc thay người được Thiên Chúa nhà Gia-cốp phù trợ. Phúc thay người được Thiên Chúa nhà Gia-cốp phù trợ. Người đặt hy vọng vào Chúa là Thiên Chúa của mình. Người là đấng đã tạo thành trời đất, biển khơi và muôn vật chung đang chứa đựng. Người là đấng giữ trung tín muôn đời. Phúc thay người được Thiên Chúa nhà Gia-cốp phù trợ. Alleluia, Alleluia. Lạy Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của Chúa, và xin hướng dẫn con trong chân lý của Ngài. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: Nước trời lại giống như lưới thả dưới biển, bắt được mọi thứ cá, lưới đầy người ta kéo lên bãi, rồi ngồi đó mà lựa chọn. Cá tốt thì bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng như vậy, các thiên thần sẽ đến và tách biệt kẻ dữ ra khỏi người lành, rồi ném những kẻ dữ vào lò lửa. Ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Các ngươi có hiểu những điều đó không? Họ thưa, có. Người liền bảo họ, bởi thế những thầy thông giáo am tường về nước trời cũng giống như chủ nhà kia hay lợi dụng những cái cũ mới trong kho mình. Khi Chúa Giêsu phán các dụ ngôn đó xong thì người rời khỏi nơi ấy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Chuyện nước trời. Nước trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Matthew chương 13 câu 47. Suy niệm: tình yêu của Thiên Chúa thật bao la rộng lớn, dành cho hết mọi người. Ai cũng được mời gọi vào trong chiếc lưới yêu thương của Thiên Chúa là hội thánh. Thế nhưng, dù ở trong một hội được gọi là hội thánh, không hẳn tất cả mọi người đều là thánh, là cá tốt. Một số người có thể dần dà đánh mất phần phúc nước trời, trở nên cá xấu. Đức Giêsu báo trước viễn tượng về ngày phán xét, ngày cuối cùng của đời người và thế giới. Người tốt luôn ở trong Thiên Chúa, và người xấu từ chối tình yêu của Thiên Chúa sẽ được phân tách, đi vào nơi dọn sẵn cho mình. Mời bạn, từ thuở ban đầu, con người được dựng nên bởi bàn tay Thiên Chúa, đón nhận hơi thở của người, được bàn tay ấy rất nhiều luôn mãi. Chuyện nước trời như kho báu, chuyện nước trời như hạt cải, tựa nấm men trong bột, chuyện nước trời như chiếc lưới. Chuyện nước trời trở thành chuyện của bạn thế nào tùy thuộc thái độ đón nhận và lối sống của bạn ngay từ bây giờ. Mỗi người đều có cơ hội hoán cải trở nên cá tốt và vui hưởng, chia sẻ chuyện nước trời. Sống lời Chúa,
Tôi cố gắng xây dựng xã hội trần thế thành đất trời ngay hôm nay, khi sống trong tương quan với Thiên Chúa và anh chị em theo các giá trị tin mừng nước trời. Cầu nguyện: Lạy Chúa, trong con luôn xảy ra cuộc chiến giữa cái tốt và cái xấu, điều lành và điều dữ, hướng tha và quỷ ngã, dấn thân và co cụm. Xin cho con luôn sống trong bàn tay yêu thương của Chúa, lựa chọn điều tốt nhất, đẹp ý Chúa nhất để được dự phần trong nước trời. Amen. Trích suy niệm lời Chúa hàng ngày. Những kỷ niệm nhỏ. Tổng thống Wilson của Hoa Kỳ, người đã đưa nước Mỹ can thiệp vào Thế chiến thứ nhất, là người rất thận trọng đối với những kỷ niệm nhỏ. Lần kia, ông và phu nhân cùng với nhiều nhân vật cấp cao trong chính phủ dừng lại một thành phố thuộc tiểu bang Montana. Cảnh sát làm hàng rào không cho bất cứ ai đến gần vị tổng thống. Nhưng không hiểu làm thế nào mà có hai cậu bé đã chui lọt hàng rào cảnh sát để đến gần chỗ ngồi của tổng thống. Hai cậu bé ngắm nhìn một cách say sưa vị nguyên thủ quốc gia. Một cậu bé tìm cách tặng cho kỳ được lá cờ nhỏ bé của nước Mỹ mà em đang cầm trên tay. Cảnh sát cố tình ngăn chặn cậu bé, nhưng bà Wilson đã đưa tay đón lấy lá cờ và vẫy tay em một cách nhiệt tình. Cậu bé khác cảm thấy buồn hiu vì em không có gì để dâng tặng cho tổng thống. Em cố gắng mò mãi trong túi quần và cuối cùng lôi ra được một đồng xu nhỏ. Em cố gắng vượt qua mọi chướng ngại để chạy đến trao cho tổng thống. Em sung sướng vô cùng bởi vì chính tổng thống Wilson là người chìa tay ra để đón nhận món quà của em với tất cả trang trọng. 5 năm sau, tổng thống Wilson qua đời. Bà Wilson xếp đặt lại các đồ dùng quen thuộc của chồng. Mở chiếc ví của ông, bà thấy có một bọc giấy được giữ gìn cẩn thận. Tháo chiếc bọc giấy, bà nhận ra ngay tức khắc đồng xu nhỏ mà cậu bé đã tặng cho chồng bà cách đây 5 năm. Ông quý đồng xu nhỏ ấy đến độ đi đâu ông cũng mang nó theo. Thiên Chúa cũng đối xử với chúng ta như thế. Ngài giàu có biết bao, nhưng những đồng xu nhỏ mà chúng ta trao tặng cho Ngài, Thiên Chúa đón nhận và cất giữ như báu vật. Một Thiên Chúa giàu sang dường như không ưa thích của cải dư dật của chúng ta cho bằng những đồng xu nhỏ của lòng thành, sự quảng đại, những âm thầm hy sinh, phục vụ quên mình của chúng ta. Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy được cái nhìn trân trọng của Chúa đối với lòng thành của con người. Lần kia, Ngài vào đền thờ và quan sát những người đang dâng cúng tiền của. Ai ai cũng bỏ tiền vào hòm. Chợt có một người đàn bà góa chỉ bỏ có một đồng xu nhỏ. Vậy mà Ngài đã tuyên bố, người đàn bà này đã dâng cúng nhiều hơn ai hết. Bởi vì trong khi mọi người bố thí những của dư thừa của mình, còn người đàn bà nghèo này lại dâng cúng tất cả những gì mình có để đội nhật. Thiên Chúa luôn trân trọng và quý mến tất cả những gì chúng ta dâng tặng Ngài. Những lễ vật càng đơn sơ, nhỏ bé dưới mắt của người đời càng có giá trị trước mặt Chúa. Chỉ có Chúa mới thấy được giá trị của những âm thầm đau khổ, của những hy sinh quên mình từng ngày, của những việc làm vô danh. Bài trích sách lệ sống.